Còn cửa hàng Lua Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì cửa hàng chúng em thì lên cho các bác xem một máy cưa Sittin MS200 nhé, dòng chuẩn bãi Đức, zin từ A tới Z. Đó, linh kiện bao zin cho bác luôn. Đó, mới về luôn các bác nhá. Đó, nói chung là cửa hàng chúng em thì rất là nhiều máy, chất chồng chất đống luôn các bạn ạ. Đó, thì hôm nay thì em sẽ lên video dần dần. Đó, các bác nào mà chưa ưng ý được con nào thì có thể bấm vào đăng ký kênh Luột Estin, cũng như bật chuông theo dõi để theo dõi em lên những video về máy móc các bác nhá. Đó, có video nào, có những cây nào thì em sẽ quay video để lên cho các bác xem qua, cũng như là ưng ý được con nào thì có thể liên hệ qua bên em. Chứ mà quay cả đống thì không thể quay được nhá. Đó, nên là quay từng con một cho các bác xem qua ưng ý con nào nhất. Đó, vâng, và quay chủ đề chính thì hôm nay thì em lên cho các bác xem con mới S200 này. Đó, thắng xích thắng trước đầy đủ nguyên nhá, máy zin nguyên bản. Thì hàng thì cứ hết thì lại về thôi các bác. Đó, dòng Estin thì không phải là có một con em đang suốt các bác nhá. Đó, mà có con này con khác về, lúc nào em về thì em sẽ về cả lô một. Đó, một lô cả 5 đến 10 cây lận. Đó, là sẽ quay con này, con nào chốt thì em báo chốt và em sẽ dọn rửa và đăng lên con khác. Đấy, nó cũng là hệ giống nhau thôi. Nên là các bác nào xem video này là chẳng may mà con này nó có khách mua rồi thì cứ liên hệ qua cho em. Em và tham khảo, nếu mà có con cây tương tự thì em sẽ giới thiệu cho các bác nhé. Đó, đó, như đây em cũng có một con nữa này. Đấy, cũng dòng 020. Máy móc rất là nhiều các bác nhé. Đấy, vâng, bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua này. Đó, máy móc nổ cực kỳ rét và đã tai luôn các bác nhá. Đó, ngon lành từ A tới Z cho các bác. Zin chưa bung biếc máy móc gì cả, bao zin nguyên bản. Đó, làm của nó thì 40 phân, làm phải làm 4 tấc nhá, làm xích zin của nó luôn các bạn ạ. Đó, xài xích 91. Giá con này thì em bán giá là 3.500.000 các bác nhá, 3.500.000. Các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ qua cho em. Đó, ưng ý hoặc đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0354392929, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Số điện thoại số Zalo thì em cũng xài số Zalo số đó luôn các bác nhá. Đó, kết bạn qua Zalo để đặt hàng. Các bác nào ưng ý con nào trên video thì có thể chốt. Đó, con này thì đời cao là có nắp xăng vặn cài luôn các bác nhá. Nắp xăng vặn cài luôn. Đấy, các bác nào ưng ý thì liên hệ cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở giờ sau.